chỉ cần như thế. Chỉ muốn em ôm lấy anh, kể chuyện anh nghe dù buồn hay vui. Kính thưa khán giả, kính thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến, thay mặt ban tổ chức đêm hội văn nghệ trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, trước tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng quý khách mời có mặt trong đêm hôm nay, đại diện phòng giáo dục đào tạo thành phố Cam Ranh, lãnh đạo địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các bậc phụ huynh học sinh, toàn thể các thầy cô giáo và tất cả các em học sinh cùng quý khán giả có mặt tại đây. Đặc biệt là quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã có sự đóng góp giúp đỡ trường trong nhiều năm qua. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong mỗi tâm hồn chúng ta, ai cũng có niềm khát khao, một tâm hồn rộng mở, một tình yêu bao la vô tận, niềm đam mê nghệ thuật. Âm nhạc là món ăn tinh thần trong một tâm hồn đầy cảm xúc. Sinh ra ai cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những tiếng ru ầu ơ, những câu ca ngọt ngào, sâu lắng và những khúc dân ca mộc mạc thân thương. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, câu hò anh mang đi hết đoạn đường, câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Bằng những tình cảm vô tư, hồn nhiên chân thật của những em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến được thể hiện qua những tiết mục biểu diễn trong giây lát, hy vọng sẽ đem lại cho đêm một hội một không khí vui tươi, ấm áp trong lòng mỗi người, để lại ở một ấn tượng trong lòng khó quên. Qua đêm diễn, quý vị sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho các em. Và niềm động viên lớn nhất cho các em đó là những tràng pháo tay thật to thật dài của quý vị khán giả cùng tất cả các em học sinh thân mến. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc đêm hội văn nghệ. Kính thưa các bậc phụ huynh học sinh, kính thưa các nhà hảo tâm, kính thưa các vị mạnh thường quân, kính thưa các thầy cô giáo, các học sinh thân mến, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 36 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến tổ chức đêm văn nghệ nhằm gây quỹ khuyến học cho học sinh của nhà trường. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, các bậc phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm, các vị mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ giúp đỡ nhà trường về vật chất và tinh thần để cho đêm văn nghệ được thành công và thật sự ý nghĩa. Kính thưa quý vị, mặc dù hết sức cố gắng nhưng việc chuẩn bị và tổ chức đêm văn nghệ vẫn có những thiếu sót, chúng tôi kính mong quý vị hết sức thông cảm. Cuối cùng, xin thay mặt tập thể nhà trường kính chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc đêm văn nghệ thành công tốt đẹp. Chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Thank you.
cho ba không khỏi chạnh lòng khi nhắc tới hai chữ quê hương. Đôi lúc là bạn tâm tình chỉ sẻ chia mọi cảm xúc của mỗi người. Quê hương sao mà thân thương đến vậy? Thắp hương ai cũng muốn tìm về, nhưng qua bao bận rộn lo toan ưu sinh trong cuộc sống, không ai không muốn tắm mình trong khung cảnh xưa. Giờ đây chúng ta sẽ đóng lại qua giai điệu mượt mà êm ái. Quý vị sẽ được trở lại một nỗi nhớ, một tình yêu da diết trong lòng qua tiết mục múa của lớp 81. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng niềm vui vơi vơi, mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu vơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình.
sẽ quay về. Mỗi nghề có một lời ru, dở hay thầy cũng chọn ru khúc này. Nhịp bước bâng khuâng qua trường cũ, tìm bồi hồi trao dâng bao kỷ niệm. Bắt gặp tuổi thơ mình, một tuổi thơ cắp sách tới lớp, bỗng dưng thấy lòng xuyên sao. Ta đã tìm lại những kỷ niệm của chính mình, kỷ niệm thời học trò và ngôi trường xưa vẫn thế. Nhưng thầy cô ơi, thầy cô đâu rồi, ta biết tìm đâu bây giờ. Giá như ngày xưa thầy cô đừng la mắng, thì bây giờ em đâu phải nghẹn ngào. Rồi lòng tự nhủ, thầy cô ơi, em đã hiểu ra rồi, xa rất xa. Đây chính là tình cảm của học sinh lớp 93 dành tặng thầy cô và quý khán giả. Tác phẩm Nhớ ơn thầy cô, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
từ quá khứ xa xưa chảy về hiện tại. Nét duyên quê là nét đẹp hiền hòa nhưng mặn mà sâu sắc. Hiện lên lung linh cô gái đẹp như mộng, như mơ, nhưng cũng rất chân thực, rất duyên dáng, rất tình tứ. Có nhớ từng khuôn mặt búp sen, cười như mùa thu tỏa nắng. Vẻ đẹp của con người vừa thực, vừa quen, vừa xa, làm nên cái duyên mặn mà, nồng nàn, gợi cảm. Trên đôi môi của thiếu nữ đang độ xuân thì, ẩn hiện trong khuôn mặt kín đáo, duyên dáng mà người ta thường quen gọi là duyên thầm. Đó chính là điệu múa Nét Duyên Quê do đội văn nghệ của nhà trường Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến. Kính mời quý vị cùng tất cả các em chúng ta cùng thưởng thức.
trình văn nghệ tạm gián đoạn trong ít phút. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua danh sách các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho quỹ khuyến học của nhà trường. Thứ nhất, Hội đồng Hương Mỹ Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng. Trung tâm dịch vụ Trí Bắc Nam công ty Yến Xào 300.000 đồng. Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh 200.000 đồng. Chú Bảy Đầm Mỹ Thanh 100.000 đồng. Anh Võ Minh Dũng, ban chấp hành hội phụ huynh 200.000 đồng. Anh Lê Hữu Ngạn, ban chấp hành hội 200.000 đồng. Anh Phạm Hùng, ban chấp hành hội 200.000 đồng. Anh Võ Đình Hùng, ban chấp hành hội 100.000 đồng. Anh Trịnh Xuân Bố, ban chấp hành hội 100.000 đồng. Anh Lê Minh Châu, Mỹ Thanh 50.000 đồng. Ban chấp hành xã đoàn Cam Thịnh Đông 100.000 đồng. Phụ huynh em Phạm Phúc Việt, lớp 72 100.000 đồng. Phụ huynh em Võ Anh Luân, lớp 82 100.000 đồng. Phụ huynh em Hiền Trang, lớp 64 Mỏ Đá 100.000 đồng. Phụ huynh em Châu Đình Cường, lớp 71 100.000 đồng. Phụ huynh em Thảo Sương, lớp 64 50.000 đồng. Phụ huynh em Thu Ngân, lớp 62 và em Thành Nguyên, lớp 83 30.000. Phụ huynh em Ngọc Trân, lớp 84 50.000 đồng. Phụ huynh em Thu Hồng, lớp 92 50.000 đồng. Phụ huynh em Thanh Hoa, lớp 81 100.000 đồng. Phụ huynh em Tấn Giàng, lớp 81 50.000 đồng. Phụ huynh em Công Hoan, lớp 82 100.000 đồng. Phụ huynh em Phúc Vinh, lớp 64 100.000 đồng. Phụ huynh em Ngọc Thảo, lớp 73 20.000 đồng. Phụ huynh em Kim Thoa, lớp 63 50.000 đồng. Chùa Hòa Văn 200.000 đồng. Đặc biệt anh chị Khải Hiệp ở Hòa Diêm đã giúp đỡ cho chương trình văn nghệ tối đêm nay 200 ghế ngồi, xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin ghi nhận những tấm lòng vàng, thay mặt hội khuyến học xin chân thành cảm ơn. Đây chính là niềm cổ vũ lớn lao và thật sự ý nghĩa đối với những học sinh nghèo hiếu học, và để đem lại tấm chân tình ấy, rất mong hy vọng các em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập cũng như không phụ lòng mong đợi của mọi người. Và sau đây chương trình văn nghệ xin phép tiếp tục. Tiếp tục trở lại chương trình văn nghệ. Như chúng ta đã biết, trong mỗi con người ai cũng có thời mơ ước, dù nhỏ nhoi hay vĩ đại, mơ hồ hay hiện thực, gần gũi hay xa xôi, dù sao thì cũng là giấc mơ tuyệt vời, niềm tin vào cuộc sống tương lai tươi sáng. Mọi gian nan có thể vượt qua để mơ ước không còn là mơ ước, chân con đi và niềm tin tiếp bước. Như một thông điệp, hãy chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa. Qua giai điệu múa và giọng ca ngọt ngào sâu lắng của em Diệu Thơ, lớp 94 thể hiện, mời quý vị cùng tất cả các em cùng thưởng thức.
mênh mông, chiều nắng hè nhẹ nhẹ trải mênh mang trên những đồi cao. Nhạc sĩ Lê Dinh đã tái hiện qua tác phẩm Chiều Lên Bản Thượng. Bài hát mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên với tiếng hát trong mắt như chim hót ở làng bản cùng điệu múa nhịp nhàng của cô thôn nữ vùng cao. Đó chính là bản giao hòa vùng núi Tây Nguyên trong sáng do lớp 61 trình diễn. Xin mời quý vị thưởng thức. Thank you.
sông dài từ miền quê về đây chung bài ca hành trình cuộc sống từ quá khứ cho đến tương lai. Trên mọi miền tổ quốc, tuổi trẻ Việt Nam luôn giữ vững niềm tin đoàn kết, luôn nâng cao ngọn cờ hướng về cuộc sống hạnh phúc. Hòa chung lời ca thể hiện cái sống và niềm tin của tuổi trẻ hôm nay sẽ được thể hiện qua ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam do chi đoàn trường tổ chức. Hồn quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.
Hồn quê của nhạc sĩ Thanh Sơn sẽ cho ta một sự giao hòa về cảm xúc quê hương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua giai điệu múa của lớp 9 tơ. Do cho mọi đời nô lệ, sữa đẻ em thơ lụa biếu già. Lúc sinh thời bác Hồ kính yêu của ta đã dành trọn tình cảm và cuộc đời của mình để lo cho dân tộc, cho đất nước. Tuy đã là một vị chủ tịch nước nhưng bác sống rất gần gũi, quan tâm đến cuộc sống của mỗi gia đình, đặc biệt là đối với những gia đình nghèo khổ, neo đơn như gia đình chị Chính trong diện. Bác không tới thăm nhà những người như mẹ con Thím thì còn thăm ai? Sau đây mời quý vị cùng tất cả các em cùng lắng nghe câu chuyện kể về bác Hồ do học sinh lớp 92 thể hiện. Vừa thấy người lạ, mấy em quay sang nhìn tôi. Em lớn cặp mắt như dò hỏi nhưng vẫn lễ phép. Dạ cháu chào bác ạ. Thế mẹ cháu đâu? Tôi vội hỏi. Bác ạ, bác hỏi gì cháu? Chị Chính từ trong bếp đi ra, vai quậy đôi thùng,
Có lẽ chị đi gánh nước để sớm mai khỏi bị dông. Chị vừa trả lời, vừa nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi vội nói, chị à, chị ở nhà. Nhìn chị có vẻ hơi lo lắng. Hình như chị lo lũ trẻ nghịch dại nên cán bộ tới chăng. Tôi vội nói thêm, chị ở nhà, hôm nay có khách tới thăm Tết đấy. Vừa lúc ấy, bác lại bước vào. Chị chính sửng sốt, chiếc đòn gánh rơi khỏi vai chị. Chiếc thúng sắt kêu, treo xuống đất kêu lõm xõm. Tôi vội sắp xếp lại cho chị. Vừa thấy bác, lũ trẻ đã chạy tới, treo lên. À, bác hồ kia. Rồi chạy lại quanh bác. Lúc này, chị mới như chợt tỉnh. Chị chạy tới ôm tròn lại bác rồi bật khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc cứ rung lên từng chợt. Chờ cho chị bớt xúc động, bác lặng đi. Hai tay bác nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc của chị. Bác an ủi, năm mới sắp tới, bác không tới thăm những người như mẹ con Thiến thì còn thăm ai. Bác nhìn các cháu và nhìn chị chính một cách trìu mến. Rồi bác nói, bác không tới thăm những người như mẹ con Thiếm thì còn thăm ai. Bác xoa đầu các cháu rồi cho các cháu kẹo. Bác hỏi chị chính, hiện nay Thiếm làm gì? Dạ cháu làm phu con vác ở Văn Điển ạ. Thế như vậy thì là làm công nhân chứ, sao gọi là phu? Dạ cháu rất quen miệng như trước kia. Thế công việc của Thiếm có ổn định không? Dạ, cháu đã ngoài 30 tuổi, trình độ văn hóa lại kém, nên kiếm một việc có nghề nghiệp cũng khó bác ạ. Bác quay nhìn đồng chí bí thư thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội. Rồi bác hỏi chị, mẹ con Thiếm có đói không? Dạ, thưa bác, hồi tay còn ở đây, dẫu còn bố cháu cũng đói ạ. Bây giờ bố cháu đã mất, thì cái đói thì không ngại. Cái rét cũng không lo, xong việc chi tiêu còn phải chắc chiêu lắm bác ạ. Nói tới đây, chị lại rơm rớm nước mắt. Bác chỉ vào đứa trẻ lớn nhất rồi hỏi, cháu có đi học không? Dạ, cháu nó đã học lớp 4 rồi bác ạ. Nhìn vậy chứ vất vả lắm. Sáng đi học, chiều về lại giúp mẹ đỡ đần trông nom các em, rồi đi bán kem, bán lạc vừng để đỡ đần cháu thêm. Dẫu có khó khăn, nhưng trước vợ chồng cháu đã dốt, nay phải cố gắng để các con được đi học. Bác tỏ ý bằng lòng, bác ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học tập của các cháu. Dân trong ngõ đã đứng quay quần trước sân, bác ra thăm hỏi và chúc Tết mọi người. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, bác vẫy tay chào các. Chào bác. Mẹ con chị vẫy tay chào bác. Nhưng trên nét mặt của chị vẫn không khỏi bàng hoàng, như việc bác Hồ tới thăm nhà chị không rõ là thật hay hơn. Trên xe về phủ chủ tịch, trên vầng trán mê mông của bác còn đượm những nét suy nghĩ. Tôi khẽ trình bày với bác, thưa bác, năm nay thành phố Hà Nội đã đề ra 10 vạn đồng để trợ cấp cho những gia đình túng thiếu. Bác khẽ nhìn tôi rồi nói, bác biết, nhưng muốn cho dân được vui Tết, trước hết phải chăm lo cho ai cũng có công ăn việc làm, đặc biệt là phải quan tâm tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa quý vị, ngay từ thuở thiếu thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là lo cho dân, cho nước, yêu hết thảy chỉ quên mình. Bác thương các cụ già xung về dân biếu lụa, bác thương đoàn cháu nhỏ trung thu gửi chặn quà, bác thương đoàn công nhân đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương các chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương. Bye.
đời, bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng điếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi trao quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi người muôn vàn yêu. Đồng thời cũng là một người dân, ai cũng có thể học tập và noi theo để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Các bạn thân mến, với học sinh chúng mình, qua câu chuyện về tình yêu thương và sự quan tâm của bác dành cho gia đình chị chính, chúng ta phải biết sống yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là quan tâm tới những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy mới xứng đáng với lời bác dạy, với tình yêu thương của bác đã dành cho chúng ta. Được dừng lại trong giây lát. Sau đây tôi xin đọc danh sách các cá nhân và tập thể, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho quỹ khuyến học của nhà trường. Anh Mai Văn Thi, Ban chấp hành Hội Cam Lập, 100.000 đồng. Phụ huynh em Diễm Hương, lớp 63, 30.000 đồng. Phụ huynh em Phượng, lớp 73, 20.000 đồng. Phụ huynh em Trần Lệ, lớp 72, 20.000 đồng. Phụ huynh em Mỹ Hằng, lớp 61, 50.000 đồng. Trung tâm Nghiên cứu Đại học Nha Trang, 50.000 đồng. Phụ huynh em Thu Trúc, lớp 84, 50.000 đồng.
phụ huynh em Thị Hòa lớp 82 50.000 đồng, chú Năm Cường Mỹ Thanh 300.000 đồng, phụ huynh em Minh Trang lớp 81 50.000 đồng, thầy Huỳnh Hoàng Mỹ Thanh 100.000 đồng, phụ huynh em Đỗ Thị Nhung lớp 63 50.000 đồng, cô Đoàn Thị Quế Hiệp Thanh 30.000 đồng, phụ huynh em Đình Khang lớp 62 50.000 đồng, quán ăn cây dừa 200.000 đồng, phụ huynh em Hồng Điệp lớp 61 50.000 đồng, phụ huynh em Mỹ Trâm lớp 64 100.000 đồng, phụ huynh em Lệ Hằng lớp 81 10.000 đồng, phụ huynh em Thu Hương lớp 83 10.000 đồng, phụ huynh em Đức Huy lớp 74 30.000 đồng, phụ huynh em Kim Hằng lớp 81 20.000 đồng, phụ huynh em Mỹ Linh lớp 82 30.000 đồng, phụ huynh em Phước Điền lớp 61 50.000 đồng, phụ huynh em Tuyết Ly lớp 62 và Thằng Năm lớp 93 50.000 đồng, phụ huynh em Ngọc Ly lớp 82 50.000 đồng, phụ huynh em Cẩm Tiên lớp 94 50.000 đồng, phụ huynh em Công Tuấn lớp 64 10.000 đồng, phụ huynh em Mỹ Duyên lớp 93 50.000 đồng, phụ huynh em Quốc Minh lớp 93 50.000 đồng, Tạp Hóa Hiền Trí Mỹ Thanh 200.000 đồng, cô Ngô Thị Châu, cô Thời Trại Dừa 20.000 đồng. Thay mặt ban tổ chức xin ghi nhận những tấm lòng vàng, thay mặt hội khuyến học xin chân thành cảm ơn. Đây chính là niềm cổ vũ động viên lớn lao, sự sẻ chia thật ý nghĩa cho những học sinh nghèo hiếu học, đáp lại tấm chân tình, hy vọng các em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để không phục lòng mong đợi của mọi người. Chương trình văn nghệ. Tiếp tục chương trình văn nghệ. Thể loại pop xuất hiện từ năm 1926, phát triển mạnh mẽ ở châu Âu và châu Mỹ. Pop là một thể loại âm nhạc đương đại phổ biến trong làng nhạc đại chúng và được xem là loại nhạc ưa chuộng nhất hiện nay. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng không phải toàn sôi động, đó chính là vũ điệu của lớp 63. Xin mời các vũ công lớp 63 trình diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trầm bổng sáo ai vang, theo khúc dân ca hướng về ngàn.
ôi tiếng tâm tình của nước non, sông nước quê tôi vẫn đợi chờ. Cùng với cung bậc vi vu trầm bổng, gợi cho ta những cánh diều căng gió, hòa cùng giai điệu mượt mà đầm thắm, lúc xôn xao lúc dịu dàng, khoan thai theo nhịp điệu du dương. Đây chính là tiếng sáo quê hương của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do Tốc Múa lớp 73 trình bày. Xin mời quý vị thưởng thức. Thank you.
cho các em. Kính thưa quý vị, đau khổ, thế gian này biết bao nhiêu đau khổ. Sinh ra trên đời số phận đã an bài. Thế gian đau khổ thì không khổ chỉ riêng mình ai. Cuộc đời thay đổi, ngửa đầu lên có thần minh chứng giám, con khỏi kêu on. Đây là những lời khuyên của Quan Âm. Và đây cũng chính là nội dung của vở kịch Nỗi Lòng do các em lớp 82 thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức. Chị đi với. Trời ơi, ai cắt đồ tụi bay đi vé kìa. Chị nói gì kỳ cục vậy? Rõ ràng là hai chị em tụi bay ăn cắp đồ đi vé biết chưa? Để không được xúc phạm đến tôi nha. Xúc phạm gì mày? Mày ăn cắp thì cho cơ mày ăn cắp. Mày ăn cắp tao 200 ngàn. Tao đuổi theo tao với cái bằng được. Sao bạn biết tôi ăn cắp tiền của bạn? Bởi vì mày nghèo nhất lớp. Mày không ăn cắp thì ai ăn cắp? Sao tụi biết chuyện gì tôi nghèo? Trời ơi, mỗi lần mà cô giáo thông báo cái chuyện gì đó, nhà ai nghèo, nhà ai còn giúp đỡ, cả lớp thì không có một ai giơ tay. Chỉ mỗi mình chị mày là giơ tay. Chị mày không nghèo thì ai nghèo? Trời ơi. Ê, không nói nhiều như mày. Tôi không có lấy tiền của bạn. Xạo hả? Ăn cắp tôi còn chối. Tôi không có lấy mẹ. Mày nha, một mình mày nghe. Mày lấy bố của tao lấy 200 ngàn. Rồi mày đặt xin cô giáo về nhà lo cho bé. Thật sự là mày gian mày thêm, đúng không? Tôi về là lo cho mẹ tôi thiệt mà. Lo cái gì mày lo? Xạo hả mày? Nè, mẹ tôi bệnh thiệt mà. Nè, chị không tin hả? Cái tô thuốc của mẹ tôi đây nè. Không có còn chấn cột hơn đâu. Mình không có làm chuyện tầm bậy. Chuyện tầm bậy cái gì? Ăn cắp. Mẹ tôi bệnh, tôi xin phép cô giáo. Cô giáo cho tôi về sớm. Còn cái chuyện bạn bị mất tiền thì tôi vừa mới biết đó. Vừa có biết cái gì? Tôi không có làm chuyện hạ cắp đó đâu. Trời ơi, hạ cắp cái gì? Đội thứ ăn cắp với hạ cắp cái gì? Thì đặt, ăn cắp mà còn chương với tao nữa hả? Con cắp hả? Có giỏi thì đưa cặp lên xét. Trời đất quỷ thần ơi, cái gì vậy con? Ủa, mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ thấy mẹ khỏe, cái mẹ ra chợ, mẹ mua đậu mua đường. Chiều nay mẹ nói chìa mẹ bán. Mẹ ơi, bác sĩ đâu có cho mẹ ra ngoài đâu mẹ. Đúng rồi mẹ, mẹ bữa nay mẹ đứng lên mẹ đi được rồi. Mẹ không sao hết. Ủa mẹ sao các con dần coi nhau dữ, lỡ tí chúng đưa bệnh sao? Dạ hai đứa con dữ nó mẹ. Hai đứa con. Dữ cái gì mày dữ? Sao hả mày? Sẵn có mẹ mày đây. Biết mẹ luôn cho coi. Con của bé đó. Cái gì vậy con? Mẹ tôi bệnh tôi xin về đó. Biết xin sở rồi hả? Ăn cắp thì còn chấp nhận đi. Đồ cái thứ ăn cắp. Bác, con nói thiệt, con gái của bé ăn cắp đó. Mẹ ơi, con không có mẹ. Sao bạn ép quá vậy? Ép gì? Rõ ràng mà ăn cắp thì ta nói mày ăn cắp. Rồi con lấy tao ép hả? Chị hai, chị không ăn cắp thì chị đưa giỏi cho người ta xếp đi. Lỡ người ta nói nặng, nó nhẹ mình hoài vậy chị hai. Em biết cái gì mẹ nói? Trời ơi, thấy chưa? Nó còn không dám đưa. Đưa rồi, biết chuyện, bể mặt sao, nhục nhã thì làm sao? Có giỏi thì đưa tao xếp đi mày. Con không đưa cặp được. Tao nói cho mày biết nha. Tiền này là tiền bé tao cho đóng tiền học phí đó. Tao chưa kịp đóng thì mày ăn cắp của tao bé tao 200 ngàn rồi. Tao nói nha, kẻ bê rồi dòng họ nhà mày nhiều tàn mẹ cũng cho mày xem. Cô phân đi đẻ. Rồi tôi hỏi chuyện tí. Con lỡ ăn cắp tiền người ta thì con đưa người ta xét đi con. Mẹ ơi, con không có ăn cắp tiền của người ta. Đưa cho người ta xét đi chị hai. Trời ơi, sao mày dám đưa? Cắp được mẹ. Con mày cãi lời mẹ lại mẹ chết tại đây cho con coi. Mẹ ơi, mẹ không có mẹ. Thôi mà chú ấy, đưa tôi xét. Nói nghe nè. Xin lỗi tôi một tiếng đi.
con có thể tha thứ cho mẹ. Người ta nói lại là phải đó con, xin lỗi một tiếng đi. Xin lỗi người ta đi chị hai. Nhưng con không có lỗi, con không có xin lỗi. Mình đỡ cắn thì mình xin lỗi đi con. Nhanh lên. Con không có mà mẹ. Không à Tuế. Ăn cắp mà còn thí diện nữa hả? Tao nói thiệt với mày nha, 200.000 này đối với tao không có nghĩa lý gì cả. Tao có 1.500.000 làm đó. Mày ăn cắp của tao 200.000, tao còn 1.300.000. Không tin thì tao đếm cho mày xem. Quyền, mẹ dạy hai đứa con sao? Nghèo cho sạch, gắt cho thơm. Một bé nghĩ ra bao nhiêu lâu đâu mà con mà đi ăn cắp. 200. Bé ơi, con không có mà bé. 1.000.000. Vậy tiền đâu con có? Con mua đường, mua sữa. 1.300.000, 1.400.000. Mẹ mà mua con sao mẹ? Mẹ biết tiền ở đâu mà con có không? Con mất đồng nghèo đâu. Tiền ở đâu con có? Con nói mẹ nghe. Mẹ biết tiền ở đâu mà tôi có không? Thôi mẹ ơi, tiền đó là do con đi tiếng máu. Trời mẹ. Mình thì là nghèo, không có tiền để mua thuốc cho mẹ. Sáng nay, trước khi đi học, con đã đến bệnh viện để xin lấy máu. Sữa với đường là bác sĩ tặng mổ cho con đem về cho mẹ. Còn tiền đó là tiền con đi bán máu. Con không ăn cắp tiền người ta mẹ. Chị kia, chị ép lắm nha. Mẹ tôi mà có mạnh hệ gì là chị chết của tôi đó. Tôi không muốn như vậy đâu. Bé ơi, bé hãy cầm lấy số tiền này của con mà chữa bệnh, lo lắng cho hai chị em mình đã đi học. Con cũng không muốn như vậy. Con cũng không muốn bác bị bạn ấy đâu bé à. Con biết bạn Quyền nhiều khổ và khó khăn, đã được thưởng thức một tiết mục kịch rất là ý nghĩa. Sau đây xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua danh sách ủng hộ trong đêm văn nghệ. Phụ huynh em Mỹ Nhung lớp 83, em Mỹ Nhi lớp 63 20.000 đồng. Phụ huynh em Mỹ Linh lớp 62 10.000 đồng. Anh Phụng Hiệp Thanh 100.000 đồng. Phụ huynh em Minh Anh 91 50.000 đồng. Phụ em Thanh Thịnh lớp 94 10.000 đồng. Phụ em Thị Sa lớp 64 20.000 đồng. Phụ anh em Nguyễn Hữu Thiện lớp 73 50.000 đồng. Phụ anh em Hữu Trí lớp 64 50.000 đồng. Phụ anh em Thủy lớp 92 100.000 đồng. Hoa học trò cũ của nhà trường 20.000 đồng. Phụ anh em Khắc Nam lớp 82 50.000 đồng. Phụ anh em Hồi Hiếu lớp 91 100.000 đồng. Cô Trần Thị Trân Hòa Diêm 50.000 đồng. Phụ em Thanh Hương lớp 62 20.000 đồng. Phụ em Cẩm Thiên lớp 94 50.000 đồng. Phụ em Văn Dũng lớp 71 30.000 đồng. Phụ em Hình Đức lớp 83 100.000 đồng. Phụ em Hữu Phước lớp 73 20.000 đồng. Phụ huynh em Trung Hưng lớp 82 50.000 đồng. Phụ em Ngọc Kim lớp 93 50.000 đồng. Thầy Đông Cam Thịnh Tây 100.000 đồng. Phụ huynh em Kim Nguyên lớp 94 50.000 đồng. Phụ huynh em Cù Thi lớp 73 200.000 đồng. Phụ huynh em Gia Hân lớp 61 50.000 đồng. Phụ huynh em Mỹ Trinh lớp 84 50.000 đồng. Phụ huynh em Thành Hưng lớp 72 50.000 đồng. Phụ huynh em Thế Vinh lớp 74 20.000 đồng. Phụ huynh em Kim Tiết lớp 64 50.000 đồng.
phụ huynh em Thanh Hằng lớp 82 50.000 đồng và phụ huynh em Đình Cưng lớp 71 100.000 đồng. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức, xin thay mặt hội khuyến học xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng son của quý vị. Và tiếp tục chương trình văn nghệ là một giai điệu nhảy truyền thống của người Khmer, điệu nhảy có nguồn gốc của phép lệ kỳ trong truyền thuyết Phật Linh và thở ban sơ của loài người. Điệu nhảy có ý nghĩa đặc biệt của người Khmer đó là vũ điệu Apsara, với kỹ năng khéo léo, mềm dẻo của các vũ đạo lớp 64 đã chuyển thể giai điệu đem đến những cảm nhận bất ngờ đối với người xem. Sau đây xin kính mời vũ đoàn lớp 64 thể hiện.
dịu dàng ấm êm của mẹ. Con ra đi bao năm tháng xa vòng tay của mẹ, có bao giờ làm thơ cho mẹ ta không? Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, xa mẹ già ở cách xa đến vậy, trái tim lo âu dục dã đi tìm. Rồi một ngày thấy tâm hồn trống vắng chân vân trên lối đi, rồi mình bỗng nhận ra mình khôn lớn. Mẹ ơi, vòng tay mẹ đâu rồi? Đây là lời tâm tình của em Vân Nhi lớp 72 qua tác phẩm trẻ trung sôi động Hoài Bão của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Xin quý vị thưởng thức. Niềm vui của dân chài là những mẻ cá đầy sau những ngày lao động giữa biển khơi. Vai điệu múa rộn ràng vui nhộn của lớp 84, chúng ta chỉ càng thấy được tình cảm của những làng quen biển qua giai điệu múa tuổi thơ làng chài. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
của tuổi học trò luôn để lại trong mỗi chúng ta những ký ức sâu đậm khó phai. Rời xa mái trường, mỗi người mỗi phương, dường như ai cũng bị cuốn theo dòng chảy vô hình, vội vàng và hối hả, ít cơ hội gặp lại bạn cũ, gặp lại thầy cô để hàn huyên tâm sự. Tìm lại kỷ niệm của học trò qua tác phẩm Em Vẫn Nhớ Trường Xưa của nhạc sĩ Thanh Sơn do Song Ca lớp 62 trình bày. Xin quý vị cùng thưởng thức. Phi nghĩa máu sông pha, một đi cái chết nhìn thu nhẹ, mất nước không trở lại nhà. Người phụ nữ anh hùng bất khuất, xem cái chết nhẹ tựa long hồng. Mặc dù trên đường ra pháp trường, chị đi giữa hai hàng súng, vẫn ung dung mỉm cười nhắc một đóa hoa tươi chị cài lên mái tóc. Đây chính là tinh thần anh dũng lạc quan của người phụ nữ qua hoàn cảnh biết ơn Võ Thị Sáu do tập thể lớp 81 trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đó. Bão giông thương mái lá nhà tranh thời bom đạn, thương dân mình chịu ảnh hưởng cửa nhà tan. Võ Thị Sáu ơi, người con tổ quốc, em mang lòng nhiệt huyết của quê hương. Mẹ ơi, lúa ngon mẹ, lúa này ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và những người trong khúc hát ngày sau. Phụ huynh em Ngọc Thành 63 100.000 đồng, Tý điện tử Mỹ Thanh 100.000 đồng, Anh Bình Hiệp Thanh 50.000 đồng, phụ huynh Mỹ Duyên 81 20.000 đồng, phụ huynh Quốc Cường 71 20.000 đồng, phụ huynh em Cẩm Tiên 84 100.000 đồng, phụ huynh em Thu Tuyết 64 50.000 đồng, phụ huynh em Nhật Hào 61 50.000 đồng, nước đá Hồng Loan Mỹ Thanh 200.000 đồng, nhà máy đá Hậu Mỹ Thanh 200.000 đồng, chị Chính Mỹ Thanh 200.000 đồng, anh chị Đô Cát Mỹ Thanh 200.000 đồng, phụ huynh em Võ Thị Hạnh Uyên 50.000 đồng, phụ huynh em Văn Ninh 93 50.000 đồng, phụ huynh em Như lớp 93 50.000 đồng, phụ huynh Hữu Thiện lớp 73 50.000 đồng, phụ huynh em Kim Yến lớp 64 20.000 đồng, phụ huynh em Bích Ngân lớp 62 20.000 đồng, phụ huynh em Mỹ Nhi lớp 72 50.000 đồng, anh Long xã đội 50.000 đồng, phụ huynh em Thành Hưng lớp 62 50.000 đồng, phụ huynh em Quý Dương lớp 81 50.000 đồng, phụ huynh em Trần Thị Cẩm Vi lớp 95 20.000 đồng, phụ huynh em Kiều Nhung 30.000 đồng, phụ huynh em Minh Toàn lớp 84 20.000 đồng, phụ huynh em Lê Thanh Sang lớp 94 40.000 đồng, phụ huynh em Tấn Dị 81 20.000 đồng, phụ huynh chú Phúc 50.000 đồng, phụ huynh em Hoàng Nhi lớp 72 30.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Văn Trường lớp 95 50.000 đồng, phụ huynh em Đăng Khoa lớp 62 200.000 đồng, phụ huynh em Kim Trinh lớp 61 50.000 đồng, phụ huynh em Xuân Lận lớp 4A 10.000 đồng, em Thương học trò cũ của trường 20.000 đồng, phụ huynh em Mỹ Duyên lớp 71 20.000 đồng, phụ huynh em Sĩ Thạch lớp 83 50.000 đồng, em Như Ý học trò cũ của trường 50.000 đồng, phụ huynh em Kiều Anh lớp 71 50.000 đồng, cô Nguyễn Thị Thu Thảo Hiệp Thanh 30.000 đồng, anh Huỳnh Văn Thanh Hiệp Thanh 30.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Đức Thắng lớp 83 100.000 đồng, phụ huynh em Kim Hiền Thu Hiền lớp 81 20.000 đồng, phụ huynh em Xuân Thảo lớp 92 50.000 đồng, phụ huynh em Yến Trâm lớp 74 50.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Thị Hảo lớp 91 50.000 đồng, phụ huynh em Nguyễn Hoài Thanh lớp 63 50.000 đồng, phụ huynh em Trương Ngọc Thảo lớp 83 200.000 đồng, phụ huynh em Ngọc Linh Ngọc Lan lớp 63 300.000 đồng, phụ huynh em Bích Tiên lớp 74 20.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thái Bảo Mỹ Thanh 200.000 đồng,
Quần em Trần Văn Sơn lớp 73 50.000 đồng. Vật liệu xây dựng Phúc Thọ 200.000 đồng. Chú Nguyễn Ngọc Thuận Hòa Diêm 100.000 đồng. Quần em Ngọc Hiền lớp 73 50.000 đồng. Em Mỹ Dung học sinh cũ của trường 50.000 đồng. Quần em Hồng Thúy lớp 95 100.000 đồng. Quần em Nhạc Trường lớp 84 200.000 đồng. Quần em Thanh Quyền lớp 63 100.000 đồng. Quần em Xuân Ngọc lớp 72 20.000 đồng. Quần em Diệu Thơ lớp 94 50.000 đồng. Quần em Mỹ Hiền lớp 92 50.000 đồng. Quần em Kiều A Thanh Kiều A lớp 92 100.000 đồng. Quần em Thu Thảo lớp 83 20.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức và hội khuyến học trường xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng son của quý vị phụ huynh và các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm đã ủng hộ cho quỹ khuyến học của nhà trường. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lưỡi tre làng. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng. Quê tôi sao mà thân thương quá, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng vậy, gọi ai đó về với tuổi thơ, về với khói lam chiều và lời mẹ ru ầu ơ. Qua điệu múa của các em, chúng ta sẽ hình dung được dòng sông tươi mát chảy quanh lưỡi tre làng, níu chân đàn trâu về trong cánh đồng mênh mông. Tác phẩm Quê tôi sáng tác Minh Vi do các em sinh lớp 95 thể hiện. Xin quý vị thưởng thức.
giao là lời thơ ca dân miền truyền miệng đi sâu vào tuổi thơ xưa. Cuộc sống hiện nay xô bồ các trò chơi hiện đại, chúng ta hiếm khi bắt gặp các em nhỏ tầm 5, tầm 7 rồng rắn lên mây hay là vịt mắt bắt dê vào những đêm trăng sáng. Có trẻ nào biết đến bài đồng giao phù hợp với lứa tuổi của mình? Sau đây lớp 63 sẽ tái hiện lại một góc nhỏ đồng giao qua tác phẩm Úp lá khôi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trình bày, xin mời quý vị. Nhà giàu sinh ra và lớn lên trong sự chiều chuộng chăm lo hạnh phúc của cha mẹ, nhưng họ rất kêu căng, khát lố, chẳng xem ai ra gì, nhất là những người nghèo. Thảo là một cô bé nhà nghèo, hiếu thảo. Cô sống thu lụi với mẹ trong một tết lều tranh nhỏ bé. Cô đã mất cha nên sống rất vất vả. Cô lại làm vẻ cây công việc cùng một lúc, vừa đi học, vừa lo công việc nhà, vừa kiếm tiền để phụ mẹ. Vì mẹ cô đang băng một căn bệnh mà khi trời trời rét lạnh lại đau quằn quại, một công việc rất hiếm có người làm. Nhưng không vì thế mà cô lùi bước trước khó khăn, mặc cảm trước số phận. Cô có đầy nghị lực và lòng tự trọng. Còn thế thế nữa, cô đã học chăm giỏi và bảy cả năm đường cô đều học sinh giỏi. Thầy Đức là một người trẻ trung, năng động, luôn tận tâm với nghề, biết lắng nghe những điều khó khăn của học sinh, biết đúng sai phải trái, không thích những người khác xem thường
hay giúp đỡ học sinh khó khăn, vở kịch như sau. Hôm nay cũng như mọi hôm khác, sau khi tan học vào lúc 1:20 trưa, Thảo lại lật đật về nhà. Họ cởi áo quần vàng ra đường núi cuối lượm những chiếc lăn chai nhựa bị vứt lung tung. Nhung và Nguyên đang nói chuyện say sưa trên đường về tiến về phía Thảo. Nhung quê ta muốn mua chiếc xe máy gì ra mày hay đẹp lắm. Xin ba mày mua xe máy nhầm nhò gì? Mẹ ta mới mua xe ô tô sát chuẩn ngoài hãng Mercedes là con. Thì vậy hả? Sướng nha. Mày lãnh nhiệm của ai à? Đúng là sướng vậy. Đi shopping mà không có thứ gì, ăn ý để mua hết. Mày nói đúng, tao cũng chẳng mua được cái thứ gì cả. Nguyên. Ê, ai vậy ta? Ai đây vậy ta? Ai Nguyên vậy ta? Mày ủa, mày Nguyên đó hay sao vậy? Tao là Nguyên con nhỏ rách rưới này. À, tao nhớ ra rồi. Hình như nó tên là Thảo. Mày ủa, Thảo nào vậy ta? Thì con Thảo nghèo rách mồng tơi của lớp ta đó. À, hóa ra là chị. Tao chỉ quen con Thảo nhà giàu. Chứ nó thì... Thảo, có hỏi nè, một ngày cậu kiếm được bao nhiêu từ công việc này? Một ngày tớ kiếm được nhiều nhất là 18.000. Và nếu như cô mua hàng thư thì cho thêm 2.000 nữa là đủ 20.000. 20.000? Nhiều vậy ta? Chỉ một tháng nó kiếm được bao nhiêu? 20 nhân 30 hình như là... 400.000. Đừng ngốc, 500.000 chứ. Mặc kệ là bao nhiêu, 400 hay 500.000. Hình như mình tính đúng mà ta. Sao nó bảo sai? Mày nói ngu với ai ngu nữa? Ai ngu với ai không? Tao đâu nói mày đâu. Đúng là trời sinh có chị có già, trai có gái có thằng giống cha. Đấy là giống cha. Đúng là ngu thì ớn luôn á. Tao giảng giải cho mày nghe nha. 2, thằng B, thằng 7, thằng 5. Sao số 2, số 3, có số gì? Cả mấy số? Số 0, có 2 số. Thế mấy là bao nhiêu? Thì là 500. Tao tính đúng rồi còn gì nữa. À hơ, bữa nay mày giỏi nhỉ. Bữa nay mày giỏi cả môn toán nữa nhỉ. Bây giờ tao mới sáng mắt ra. Thôi em đi, 500 nè. Để đổi cho tao một đôi giày. Tức gì? Coi nó kìa, vô quá. Vô thiệt. À, hình như con Thảo nó ở với mẹ. Nó ở trong một ngôi nhà chỉ nhỏ xíu bằng ngón tay đâu thôi. Sao mà thở nổi hả trời? Đúng là mất, mất cha, mất mẹ. Con không cha như nhà không nóc. Tội nghiệp thiệt ha. Làm gì mà nắm gì của bạn? Xuống đây đây. Mày có nghe cái mùi gì hôi hôi không? Mùi gì mà hôi dữ trời. À, hình như là mùi rác. Thảo đi, cậu có nghe cái mùi gì không? À, chắc là cậu quen cái mùi này rồi hả? Đúng là hôi quá trời. Sao các cậu lại đối xử với tớ như thế? Thì tự mày hiểu đi chứ, còn gì bọn ta phải giảng giải nữa. Hiểu gì chứ, tao có hiểu gì đâu. Không hiểu à, tội nghiệp thiệt. Để tao nói cho mày biết nha. Bởi vì mày là đứa nghèo, hiểu chưa? Thảo, em có sao không? Em không sao đâu thầy ạ. Tại sao hai em lại đối xử như bạn như thế? Thầy đã chứng kiến hết tất cả sự việc rồi. Dạ. 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 Các em có biết bạn Thảo kiếm những đồng tiền này cực khổ lắm không? Theo thầy được biết, mỗi sáng sớm 3 giờ thì Thảo phải dậy để nấu nước, nấu cơm cho mẹ ăn, rồi phải học bài, soạn sách vở để chuẩn bị đến trường nữa. Rồi sau mỗi giờ học thì Thảo phải đến vỉa hè, công viên để lượm từng dê chai để nuôi người mẹ để quá sức lao động của bạn. Và các em không biết giúp đỡ bạn mà còn trêu chọc bạn nữa. Thảo là một tấm gương tốt, là một người con ngon trò giỏi của thầy cô và bạn bè. Các em hãy tự suy nghĩ lại mình đi. Các em ngồi giàu có thì chẳng được gì cả. Em chẳng hiền từ gì vì quá xem thường người khác. Các em hãy tự suy nghĩ lại bản thân và học hỏi tấm gương này như bạn Thảo.
thầy nói các em có hiểu gì không? Dạ. Thưa thầy, chúng em hiểu. Từ nay về sau, chúng em sẽ không làm như thế nữa. Chúng em sẽ sửa chữa và hòa đồng cùng với bạn bè. Được rồi. Nét thăng trầm của thời gian, những sắc thái văn hóa ghi dấu niềm ký ức xa xôi của một tâm hồn người Việt. Cây đa, bến nước, sân đình là niềm tự hào thiêng liêng cao cả, là tình yêu quê hương, là cội nguồn của con người. Một nét văn hóa cổ xưa lưu truyền qua bao thế hệ con người Việt Nam. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 là thông điệp tìm về cội nguồn của dân tộc, mái đình làng biển. Một sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Cường sẽ được chuyển thể qua giai điệu múa sâu sắc do lớp 74 trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sống muôn màu cho lòng người càng ấm áp hơn. Sắc màu tuổi thơ, một sáng tác của Quỳnh Anh sẽ được thể hiện qua vũ điệu của lớp 62 trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhau hơn cả, tình giật nắng ấm áp tôi tan muôn hoa lung linh.
phút giây kỷ niệm. Oh oh oh, yêu thương là bầu trời của những giấc mơ tuyệt vời. Oh yeah, tuổi thơ đến lớn nhớ, tuổi thơ trong sáng vui, nụ cười khúc khích, từng ánh mắt nhấp nháy, từng bàn chân ai bước theo ai. Nhớ một ngày tình bạn xưa nở hoa, người bạn xưa yêu nhau, tình bạn ngày xưa mình đã sống bên nhau. Say kỷ niệm ô ô ô, yêu thương là một trời của những giấc mơ tuyệt vời. La 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 la, tiếng ca hồn nhiên nhắc ta nhớ về tuổi thơ đong đầy kỷ niệm. Tuổi thơ tiếng mẹ ru có giấc mơ đẹp bên cầu vồng, có chàng hoàng tử và nàng công chúa trong chuyện cổ tích xưa. Tuổi thơ ấy tồn tại mãi mãi trong ký ức mỗi người. Đó là một phần nội dung bài hát Cầu Vồng, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận do lớp 72 trình bày. Xin quý vị cùng thưởng thức.
Hồng Tuyến lớp 74 20.000 đồng, phụ nữ em Như Diễm lớp 81 20.000 đồng, phụ nữ em Tiết Nhung lớp 91 50.000 đồng, phụ nữ em Bảo Trâm lớp 64 20.000 đồng, phụ nữ em Bảo Ly lớp 62 20.000 đồng, phụ nữ em Mỹ Vi lớp 1B 30.000 đồng, phụ nữ em Thu Thủy lớp 93 50.000 đồng, phụ nữ em Võ Minh Khang lớp 72 50.000 đồng, phụ em Thanh Thùy lớp 63 50.000 đồng, phụ nữ em Đình Văn lớp 94 50.000 đồng, em Truyền học sinh cũ của trường 100.000 đồng, chị Lê Thị Mộng Tiền Hiệp Thanh 50.000 đồng, phụ nữ em Kim Mây 62 30.000 đồng, phụ huynh em Minh Nghĩa lớp 82 50.000 đồng, phụ huynh em Kiều Linh Kiều Loan lớp 62 300.000 đồng, chú Thuận Hòa Diêm 200.000 đồng, phụ huynh em Kiều Diễm Diễm Phúc 60.000 đồng. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức, xin thay mặt hội khuyến học, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng son, những nhà hảo tâm đã đóng góp cho quỹ khuyến học của nhà trường. Và để đáp lại niềm ưu ái đó, rất mong các em sẽ cố gắng học tập hơn nữa trong học tập. Và do thời gian chương trình có giới hạn, cho nên nhiều sự ủng hộ của các cá nhân tập thể chúng tôi sẽ được cập nhật và công bố trên website của trường nguyenkhuyen.camranh.edu.vn. Xin chân thành cảm ơn. Mùa xuân cuộc đời đã truyền cho ta niềm tin ở tương lai, đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, đã là sự sống, là niềm tin và hy vọng của nhân dân, lý tưởng cách mạng đưa đường dẫn lối, thắng lợi vẻ vang, giành lại độc lập dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy cảm nhận qua tiết mục múa của lớp 93 trình bày với tác phẩm Đảng đã cho ta một mùa xuân. Thank you.
đã kết thúc. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý khán giả và tất cả các em học sinh thân mến đã tham dự đêm văn nghệ tối đêm nay. Một lần nữa xin chúc quý đại biểu, quý phụ huynh, quý khán giả và tất cả các em học sinh thân mến sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn.